Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 89: Đệ tử tư thục. Học Phật phải có sư thừa. Không có sư thừa, nói chính mình tu hành thành tựu, việc này rất khó. Hiện tại chúng ta muốn tìm một vị lão sư tốt, đến nơi nào để tìm đây? Thành thật mà nói, vị thiện tri thức chân thật, họ sẽ không khoe mình. Thậm chí có rất nhiều người không quen biết họ, không hiểu rõ họ. Chúng ta phải biết đến nơi đâu để tìm lão sư đây? Hiện tại ở trên cái thế giới này, gặp được những pháp sư đại đức, nếu bạn nương tựa họ, thật quá khó rồi. Khó tìm được thiện tri thức chân thật, không tìm được vị lão sư, vậy thì phải làm sao? Theo học với ai đây? Tìm đại đức xưa làm lão sư, làm đệ tử tư thục của đại đức xưa. Như vậy chúng ta mới có con đường sáng để đi. Người trước bắt đầu từ Mạnh Tử, có cái gọi là đệ tử tư thục. Đây là mở ra một tiền đề, làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta. Khổng Lão Phu Tử đã qua đời, Mạnh Phu Tử một lòng một dạ học theo Khổng Tử. Trước tác của Khổng Tử còn lưu lại ở thế gian, ông y theo giáo huấn của Khổng Tử mà tu học. Khổng Tử là Đại Thánh, ông trở thành Á Thánh. Ông đã học thành công. Giống như ông vậy, trong lịch sử của chúng ta có những người như vậy. Ở trong nhà Phật chúng ta, Đại sư Ngẫu Ích là đệ tử tư thục của Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngẫu Ích chính là học với Ngài Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì lúc đó cũng đã vãng sanh rồi. Đại sư Ngẫu Ích nương theo trước tác của Đại sư Liên Trì mà học. Ngài Đại sư Liên Trì là tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài Ngẫu Ích sau đó trở thành tổ sư thứ 9, là cụ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ở chỗ này, tôi kiến nghị các đồng tu học đại đức xưa. Vì sao không học với A Di Đà Phật? Trước tác của A Di Đà Phật ở đâu vậy? Chính là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngay trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, chúng ta có thể y theo giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ mà nỗ lực làm theo. Kế đến Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương và chú giải của Tổ sư Đại Đức nhiều đời, làm thành giáo trình bổ sung cho chúng ta tu học. Chúng ta phải chăm chỉ học Phật, khiến cho những nghĩ tưởng trong tâm ngay trong đời này của chúng ta, kiến giải hành trì đều không trái với giáo huấn của kinh. Chân thật ở trên Tịnh Độ Ngũ Kinh mà định đặt công phu, sau 10 năm, 20 năm thì bạn liền giống A-di-đà Phật. Chúng ta là lấy A-di-đà Phật làm thầy, gọi là đệ tử tư thục, chính là đi theo một vị lão sư. Về sau có người hỏi: bạn quy y ở đâu vậy? Bạn trả lời rằng: tôi quy y A Di Đà Phật, tôi là đệ tử của A Di Đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Tìm một người xưa có đức hạnh, có tu trì để làm thầy,
tuân theo giáo huấn của đại đức xưa mà tu hành, thì chúng ta chính là đệ tử tư thục của người xưa. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.